Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận về việc xử lý vi phạm với một số tập thể cá nhân ở Quảng Nam. Trong đó, ông Lê Trí Thanh với trách nhiệm là người đứng đầu băng cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho một số đồng chí cán bộ cấp dưới sai phạm bị xử lý kỷ luật. Có đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, bản thân ông Thanh cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách theo quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có những sai phạm như vậy. Ông Thanh tự nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu từ nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Lan nói, căn cứ theo đơn của ông thì tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có văn bản thống nhất theo nguyện vọng của ông Thanh. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp thống nhất hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm đối với ông Thanh. Trường hợp ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng như vậy. Ông cũng tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ban thường vụ. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã họp thống nhất. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Thanh Hà, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Phú, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Trước đó, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 33 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Xét nội dung tính chất mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Học Quang. Tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Học Quang. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng xác nhận, Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988 trú tại 63 Điện Viên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Trước đó như đã đưa tin, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978, con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng, ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại nhà số 0608 Paris, khu đô thị cao cấp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, trong số 5 chân dài có mặt tham gia bữa tiệc Ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này. Đề cập diễn biến vụ vỡ đê xảy ra ở thành phố Os tại vùng Orenburg, Đông Nam Nga vừa qua, chính quyền địa phương cho biết tình hình ngập lụt ở thành phố Os đang diễn biến theo kịch bản xấu nhất với 6.644 ngôi nhà đã bị ngập nước, 11 cơ sở trú ẩn tạm thời với sức chứa 8.087 người đã được thiết lập. Thị trưởng thành phố Os cho hay tình hình lũ lụt vẫn rất nghiêm trọng khi nước tiếp tục dâng và sẽ tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới, gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Thị trưởng Os khuyến cáo khi nước dâng lên, các bạn phải sơ tán ngay lập tức, mang theo giấy tờ và tài sản quý rồi rời khỏi nhà các kênh truyền thông trong khu vực cho biết hiện lực lượng chức năng đang căng mình sơ tán người dân khỏi các vùng ngập lụt ở Os bất kể đêm ngày. Ông Alexander Kurenkov, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hơn 4.000 dân ở Os đã được sơ tán tới các cơ sở trú ẩn. 4.100 người và 800 thiết bị đang được huy động để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở vùng ngập lụt. Ông nói, căn cứ vào tình hình hiện tại và các thông tin mà chúng tôi nhận được, Tôi đề xuất vụ ngập lụt ở vùng Orenburg là tình trạng khẩn cấp liên bang và thiết lập động thái phản ứng trên quy mô toàn quốc. Tỉnh trưởng tỉnh Orenburg, ông Dennis Passler cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất xảy ra tại địa phương kể từ khi giới chức bắt đầu thống kê. Ông nói, lũ lụt đã được ghi nhận dọc theo toàn bộ sông Uran dài 2.400 km, dài thứ ba châu Âu, chảy qua tỉnh Orenburg rồi qua Kazakhstan trước khi đổ vào biển Caspi. Tại Kazakhstan, Tổng thống Kassim Jomart Tokayev trước đó cho biết, lũ lụt lần này là thiên tai lớn nhất đất nước trong 80 năm qua, xét về quy mô và mức độ ảnh hưởng. Truyền thông Nga dẫn lời chính quyền tỉnh Orenburg ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra tại địa phương vào khoảng 21 tỷ rúp, khoảng 227 triệu đô la Mỹ và cho biết nước lũ sẽ chỉ rút sau ngày 20 tháng 4. Cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra ở các khu vực khác của Nga và Bộ trưởng Kurenkov cho biết tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhanh. Các quan chức địa phương cho biết, con đê ở Os được xây dựng để ngăn chặn mực nước 5,5m nhưng mực nước sông Uran đã dâng lên đến 9,6m. Các nhà điều tra liên bang đã mở một vụ án hình sự xoay quanh cáo buộc thiếu trách nhiệm và vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình xây dựng con đê năm 2010. Các công tố viên cho rằng công trình đã không được bảo trì đúng cách sáng ngày 7 tháng 4 tại vị trí km 49 750 đến km 49 cộng 800 đề hữu cầu thuộc địa phận phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra sự cố sạt lở mái đê khiến 6 ngôi nhà bị sạt xuống sông cầu. Ông Đặng Thanh Ngân, phó chủ tịch phường Vạn An cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản. Trước mắt, địa phương di rời khẩn cấp các hộ dân sang khu vực khác để đảm bảo an toàn và mở rộng khu vực bảo vệ, đồng thời giúp đỡ những hộ dân sang nhà người thân họ hàng ở tạm. Nhìn những hình ảnh vụ sạt lở tại bờ sông cầu khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngôi nhà hai tầng của ông Nguyễn Văn Lý đã được xây 24 năm bị sạt lở xuống sông cầu vào sáng sớm hôm nay. Ông Lý cho biết, vào khoảng 2 giờ, tôi nghe thấy tiếng động rất lớn. Tôi vội gọi cả gia đình dậy, rồi phát hiện nhà bị sạt lở khi đó chúng tôi nhanh chóng lao ra khỏi nhà rồi báo cho chính quyền địa phương. Anh Nguyễn Văn Cường, nhà bị sạt lở xuống sông cầu ngày 14 tháng 3, lo lắng chia sẻ: Dạng sáng nay tình trạng sạt lở lại tiếp tục diễn ra và với mức độ nguy hiểm hơn khiến tôi rất lo lắng. Cứ tình hình như thế này, không biết bao giờ chúng tôi mới được về nhà. Toàn bộ những hộ gia đình ở đây đều mong muốn các cấp và chính quyền địa phương sớm kể lại bờ đê để cuộc sống được ổn định. Ngoài 6 căn nhà bị sạt lở, tại đây xuất hiện các vết nứt tường và nền nhà của các hộ dân liền kề với các công trình nhà đã sạt lở. Ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi bị sạt lở, chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 13 hộ dân ở khu vực ven đê sông Cầu có nguy cơ bị sạt lở ở phường Vạn An. Giải pháp lâu dài thành phố Bắc Ninh lập dự án để di dân đến nơi an toàn và xây bờ kè đê sông Cầu ở khu vực sạt lở tại phường Vạn An, ông Hà cho biết. Trước những diễn biến mới của sự cố, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bàn biện pháp tháo dỡ công trình bị sạt lở, giảm tải cho bờ bãi, hạn chế sạt lở tiếp diễn. Ủy ban nhân dân phường Vạn An huy động lực lượng khoảng 50 người hỗ trợ người dân sơ tán tài sản đến khu vực an toàn, cắm biển cảnh báo, thường trực không cho người dân ra vào khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo hạt quản lý d thành phố bắc ninh phối hợp cùng chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diễn biến sự cố để kịp thời báo cáo cơ quan văn phòng thường trực có phương án chỉ đạo điều hành Trước đó vào tháng 3, một ngôi nhà hai tầng của người dân ở phường Vạn An bị sạt lở xuống sông cầu. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông cầu đoạn km 49 750 đến km 49 800 đề hữu cầu phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.